Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết. Sau lần đầu tổ chức thành công vào tháng 8 năm 2023, các đoàn tàu Metro số 1 tiếp tục được chạy thử nghiệm toàn tuyến gần 20 km trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, để hoàn chỉnh các thử nghiệm của thiết bị hệ thống còn lại và tiến độ vận hành thương mại trong năm 2024 của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, nhà thầu Hitachi, gói thầu số 3, mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng, tranh thủ thời gian tiếp tục tăng cường công tác chạy thử nghiệm cho 17 đoàn tàu ngay trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Các hệ thống của tuyến Metro số 1 khi đưa vào vận hành sẽ hoạt động đồng bộ và gần như hoàn toàn tự động. Do đó, việc thử nghiệm giúp đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động trơn tru là yêu cầu bắt buộc đảm bảo an toàn cho hành khách khi chạy tàu. Những đợt thử nghiệm sẽ cho chạy nhiều đoàn, liên tục từ sáng tới chiều. Dự kiến sẽ có khoảng 40 nhân sự phụ trách công tác thử nghiệm, phần lớn là các chuyên gia đến từ châu Âu và Nhật Bản.